Trường vàng ngày hôm qua thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Vàng hôm qua thì có những cái sự tăng trưởng, và sự tăng trưởng ngày hôm qua thì có thể sẽ nhen nhúm hình thành một cái mô hình tăng giá, đó là W formation, đúng không ạ? W formation. Nhưng tuy nhiên để cho W formation này thật sự hình thành được thì chúng ta cần phải giá phải clear được cái khu vực 2360, đúng không ạ? Nếu như breakout được 2360 này á thì chúng ta sẽ confirm hay là xác nhận được cái mô hình hai đáy. Cái mô hình hai đáy để cho cái thị trường tiếp tục đi lên. Còn nếu như mà giá không thể breakout được cái khu vực 2360 này á thì đơn giản cái mô hình này chỉ là một cái fail hay là một cái thất bại, đúng không ạ? Một cái fail pattern, một cái mô hình thất bại mà thôi. Và lúc đó chúng ta vẫn có thể sẽ tìm kiếm cái cơ hội bán xuống từ cái khu vực 2360 này nha. Đấy, tại vì cái kỳ vọng chính của chúng ta vẫn là đồng đô la Mỹ cùng với lợi tức trái phiếu đi lên mà.